Chào các bạn, đây là thành phẩm của món thịt nướng, thịt xiên nướng mình vừa mới làm xong đây. Với cái món thịt xiên nướng này thì mình sử dụng nồi chiên không dầu và vẫn giữ được cái độ mềm ngon của thịt cũng như là thịt không bị khô một chút nào cả. Và làm sao để chúng ta có thể làm được cái món thịt xiên bằng nồi chiên không dầu rất là đơn giản, ướp vừa vặn thì mình mời các bạn sẽ vào bếp cùng với mình ngay bây giờ để làm món này các bạn nhé. Chào các bạn, hôm nay thì mình sẽ vào bếp để chia sẻ với các bạn cách làm món thịt xiên nướng rất là ngon và cực kỳ hấp dẫn và dễ ăn nữa. Ai cũng cũng có thể làm được món này và các bạn nhỏ thì sẽ cực kỳ thích. Ở đây thì các bạn sẽ chuẩn bị cho mình 700 g thịt vai nhé. Thịt vai này thì mình sử dụng thịt nạc là chủ yếu để nướng, khi mà nướng nó không bị quá mỡ và ăn cái phần vai thì thịt nó giòn, nó không bị khô các bạn nhé. 700 g thịt, 30 g sốt nướng, 10 g đường, 5 g bột ngọt, 1 g tiêu, 15 g tương ớt, 20 g tương cà, 5 g bột điều, 30 g hành củ, 20 g tỏi và hai nhánh sả như thế này các bạn nhé. Phần thịt này thì các bạn sẽ thái thành những cái miếng vừa ăn nhé. Mình sẽ chia đôi nó ra. Các bạn thái mỏng mỏng thôi, không cần phải dày quá. Bởi vì là khi mà mình xiên vào que ấy, thì các bạn sẽ gập đôi cái miếng thịt này vào như thế này. Gập đôi kiểu như thế này là được nhé, là vừa. Thì nếu như mà mình nướng, ở đây thì mình nướng bằng nồi chiên không dầu. Còn nếu như ai mà nướng bằng than hoa chẳng hạn thì các bạn sẽ thái dày hơn một chút nhé. Phần sả này thì các bạn sẽ cắt thành những cái khúc vừa phải để chúng ta đem xay cùng với phần nguyên liệu kia nhé. Các bạn xay nhuyễn tất cả cái phần nguyên liệu như thế này thì khi mà các bạn ướp nó sẽ thấm gia vị hơn. Sả này, hành tỏi, các bạn cho tất cả vào đây nhé. Các bạn sẽ thêm vào đây 20 g dầu ăn nữa cho mình. Các bạn xay nhuyễn tất cả các phần nguyên liệu này nhé. Đây các bạn sẽ xay nhuyễn tất cả cái phần nguyên liệu như thế này, sau đó thì chúng ta sẽ cho vào phần thịt để ướp. Các bạn cho sốt vào, sau đó các bạn trộn đều. Các bạn bóp bằng tay cho nó thấm hoặc là trộn đều như mình là được. Và cái thời gian ướp thì các bạn sẽ ướp cho mình trong khoảng thời gian là 3 tiếng các bạn nhé. 3 tiếng ngấm đều gia vị rồi thì mình đem đi nướng nó sẽ rất là thơm và ngon. Ướp thịt trong khoảng thời gian là 3 tiếng và ướp để ngăn mát tủ lạnh các bạn nhé. Các bạn ơi, sau khi thịt các bạn ướp được 3 tiếng như thế này rồi thì bây giờ chúng ta sẽ cùng xiên nhé. Các bạn sẽ sử dụng cái xiên như thế này. Ở đây thì mình nướng bằng nồi chiên không dầu. Đây, khi mà xiên thì các bạn sẽ
cho nó gọn lại để các bạn xiên. Đó, các bạn cuốn lại nha. Bây giờ là có nồi chiên không dầu thì nó sẽ rất là tiện, bởi vì là mình làm được các cái món nướng mà không cần phải lích kích là nhóm than, mà lúc món ăn nó vẫn rất là ngon. Mọi người thì cứ hay bảo là nướng bằng nồi chiên không dầu thì nó khô, nhưng mà mình thấy nó hay là mình ăn quen rồi thì mình thấy nó vẫn ngon mà nó lại tốt cho sức khỏe nữa. Đặc biệt là các bạn nhỏ thì cực kỳ thích luôn, tại vì là các cái món nướng mà chiên nướng là các bạn lại thích lắm. Sau khi mà các bạn chiên xong như thế này rồi thì các bạn sẽ chuẩn bị nồi chiên không dầu cho mình nhé. Và các bạn sẽ bật trước ở nhiệt độ 180 độ trong khoảng thời gian là 5 phút. Và sau đó thì các bạn sẽ nướng ở nhiệt độ 180 độ trong thời gian 15 phút. Và các bạn cùng chờ với mình sau 15 phút nữa nhé. Các bạn ơi, khi mà các bạn đã nướng được 15 phút ở nhiệt độ 180 độ rồi thì bây giờ các bạn sẽ lật nhé. Các bạn lật để cái phần thịt nó được đều hơn, vàng đều hai mặt. Và các bạn sẽ nướng thêm cho mình 15 phút nữa ở nhiệt độ 180 độ. Muốn thịt khô hơn thì thêm, sau khi mà nướng xong 180 ở nhiệt độ 180 độ trong khoảng thời gian 15 phút rồi thì các bạn có thể nướng thêm khoảng tầm từ 3 đến 5 phút ở nhiệt độ 200 độ để phần thịt nó được khô. Đấy, các bạn đem đi nướng tiếp nhé. Các bạn ơi, sau khi mà các bạn nướng xong như vậy đây. Rất là ngon luôn. Đấy, thơm ngon vô cùng luôn này các bạn này. Và thịt nó vẫn giữ được cái độ mềm của thịt, không bị quá là khô nhá. Ai mà muốn ăn khô thì các bạn thêm 5 phút ở nhiệt độ 200 độ cho mình nhá. Đó. Sau đó thì các bạn sẽ thêm vừng rang lên nhé. Có vừng rang lên nó sẽ rất là thơm. Và đến đây thì mình xin kết thúc video ở đây nha. Chúc các bạn sẽ có thật nhiều những cái món ăn ngon. Đó. Hẹn gặp lại các bạn ở trong các video mới nhất của mình các bạn nhé. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn.